Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây me thành phẩm nha. Me chua nha. Cây này có mã số là 251, hoành Hoành gốc gốc đo 61. được là mấy? 61. 61. Cây cao 101. Cây cao là 101. Cây nằm trong lòng chậu 70. Rồi chậu lọt lòng 70 nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 12 triệu bao ship không chậu nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, 12 triệu bao ship cho cây. Cây này rất là lâu rồi nha, mê nha. Rồi ở đây là có cái lũa nha cả nhà. Lũa này. Cái này lên màu cánh gián hoặc nâu đỏ nữa là ok luôn nha. Tay cành này. Cái này nuôi khá là lâu rồi nha. Rồi 12 triệu bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Đế đẹp luôn nha. Ở đây nó có một mạch lũa nữa nha. Cái này có tác động máy nha. Đây rất là già đẹp luôn nha cả nhà. Giao lưu nhanh chỉ có 12 triệu bao ship. Chỉ có 12 triệu bao ship thôi nha. Trần là chỉ có 12 triệu bao ship thôi. Đây, hò mè luôn này cả nhà. Wow, đẹp quá nha. Lung linh luôn. Cái này mặt nào cũng đẹp hết nha. Mình nào cũng xịn hết. Thì rất là già, đẹp luôn nha. Rất là cổ thụ luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng thành phẩm nha, khủng luôn, cây này cây khủng nha cả nhà. Cây này có mã số là 252, hoành gốc đo được là hoành gốc 123. Rồi, hoành gốc là 123 nha. Cây cao 72. Cao 72. Cây nằm trong lòng chậu 70. Rồi, chậu lọt lòng 70 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 8 triệu bao ship nha. Giao lưu nhanh cây này 8 triệu bao ship. 8.000k bao ship nha. Cây này cây khủng nha. Không chậu nha. Mình xem tham khảo luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha, 8 triệu bao ship không chậu. Đây con nó tán. Tán là 108. Tán là 108 nha. Cây gan này khá là khủng rồi đó nha. Cây này thì lũ rinh của cây nhưng có tác động máy nha. Có tác động máy nha cả nhà. Nè. Lũ này có tác động máy nha. Dọn vườn nhanh chỉ còn 8 triệu bao ship. Chỉ có 8 triệu bao ship thôi nha cả nhà. Mình xem tham khảo luôn. Chỉ có 8 triệu bao ship nha. Trồng cây này luôn. Cần nói là chỉ có 8 triệu bao ship thôi. Găng vàng nha cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc VIP nha. Cây thành phẩm VIP luôn, siêu lũa luôn. Cây này có mã số là 253. Hoành gốc 62. Hoành gốc là 62. Cây cao 86. Cao 86.
khi nằm trong lòng chậu 55. Rồi, chậu lọt lòng 55 nha. Nhà vườn con. Rồi, cây này thì mình giao lưu ai bóc nha cả nhà. Liên hệ nhà vườn. Tán 80. Lũ siêu đẹp luôn nha, lũ rin luôn. Không có tác động máy móc vào luôn nha cả nhà. Lũ VIP luôn. Đây là cái VIP nha cả nhà. Lũ nguyên rin luôn, không tác động máy móc vào luôn. Quá đã nha cả nhà. Nụ này, nụ cuồn cuộn luôn. Ở đây nụ nè, mặt nào cũng đẹp hết nha cả nhà. Quá đã. Chỉ cần thì thôi khỏi nói rồi, chỉ cần rất là đã luôn. Cái này hàng đỉnh sưu tầm nha, hàng VIP nha. Nhà mình cứ xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Ai bóc cho nhà vườn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ thiên tuế. Đẹp luôn nha. Cây này nó có 3 cái đầu. Thì có 2 cái đầu này là sống, còn một đầu kia là nó vẫn còn đang ngủ nha. Đó. Rồi đo lên đến củ đây coi. Củ này. Và ở bên hông nó cũng mọc lên rất là nhiều đầu nha. Hoành củ 113. Hoành củ là 113. Hoành nhỏ là 41. 41. Rồi, đào cao củ ha. Củ cao 38. Cao. Củ cao 38 nha. Cây nằm trong lòng chậu 60. Rồi chậu lọt lòng 60. Rồi củ này nhà vườn giao lưu là 1,2 triệu bao ship không chậu nha. Dọn vườn nhanh 1,2 triệu bao ship. Củ này rất là cân đẹp luôn nữa nha. Nè. Củ này tam đa đẹp nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, chứ còn 1,2 triệu bao ship. Củ đẹp nha. Tròn đều đẹp luôn đó nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xuyên qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Cây này bán thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 255. Hoành gốc đo được là? Hoành gốc 77. Hoành gốc 77. Cây cao 77. Cao 77. Cây nằm trong lòng chậu 60. Chậu 60. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2,8 triệu bao ship không chậu nha. Giao lưu nhanh cây cẩm thị chỉ còn 2,8 triệu bao ship. Cây một cốt thân đặc luôn. Tay cành này cả nhà. Kê luôn nha. Giao lưu nhanh còn 2,8 triệu bao ship. Chỉ còn 2,8 triệu bao ship thôi nha. Rất đẹp luôn nghe cả nhà. Mình xem tham khảo luôn. 2800k bao ship không chậu nha. Mình xem tham khảo.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha, bán thành phẩm. Cây này có mã số là 226 nha. Hoành gốc đo được là Hoành gốc 105. Hoành gốc là 105. Cây cao 84. Cao 84, con đo cái hoành thân chính này. Hoành thân chính 80. Hoành thân chính là 80. Cây nằm trong lòng chậu 75. Rồi chậu lọt lòng 75 nha, chậu nuôi. Cây này nhà vườn giao lưu là 6 triệu bao ship nha mà không chậu. Giao lưu nhanh chỉ còn 6 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây đẹp luôn nha, đế nè. Đế ok luôn nha. Móc đầu luôn đó nha. Sáu triệu bao ship nha cho cây cẩm thị này luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha, không có chậu nha cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.